Xin chào các bạn đến với khoa học Docker cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 2. Thì bữa nay tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về Docker Architecture và các concept. Thì trong buổi hôm nay tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về kiến trúc của Docker và các thành phần cơ bản của Docker. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về kiến trúc của Docker. Thì về kiến trúc của Docker thì nó gồm 3 cái thành phần cơ bản sau. Thứ nhất là Docker Client, hai là Docker Host và thứ ba là Docker Directory. Thì đầu tiên thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn cái thành phần đầu tiên là Docker Host. Thì ở đây là cái hình minh họa về Docker Host á. Thì Docker Host thì nó là nơi cung cấp các nguồn tài nguyên, cung cấp các resource cần thiết để mà vận hành cái Docker container á. Thì nó gọi là Docker Host. Thì Docker Host thì nó có một cái thành phần gọi là Docker Daemon. Thì Docker Daemon nó sẽ chịu trách nhiệm và quản lý với cái đối tượng liên quan đến Docker như là Docker container này, Docker image này, rồi Docker volume, rồi Docker network vân vân. Và đồng thời thì cái thằng Docker Daemon này á, nó cũng chịu trách nhiệm lắng nghe mấy cái request, lắng nghe mấy cái yêu cầu mà gửi từ Docker Client này nữa. Thì Docker Daemon nó sẽ lắng nghe mấy cái yêu cầu và sau đó thì nó sẽ đi thực thi những cái tác vụ tương ứng với những cái yêu cầu mà gửi từ Docker Client này. Đó, thì đây là về phần Docker Host. Rồi theo tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về Docker Client. Thì Docker Client nó là nơi mà sẽ gửi mấy cái request hay là gửi những cái yêu cầu nên trên Docker Daemon ấy. Thì ở Docker này ẩn thì chúng ta sẽ đặt mấy cái lệnh như là Docker build, Docker pull, Docker run vân vân để mà gửi những cái yêu cầu lên Docker Daemon. Thì đó là về phần Docker này ẩn. Và cuối cùng là Docker Directory. Thì Docker Directory thì nó là nơi mà lưu trữ các Docker image cho chúng ta, thì nó gọi là Docker Directory. Đó, thì tôi đã giải thích cho các bạn về các thành phần cơ bản ở trong cái kiến trúc của Docker. Ở các slide tiếp theo tôi sẽ đi giải thích chi tiết hơn cho các bạn về các thành phần của Docker. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Docker Host. Thì Docker Host ấy, thì nó là một nơi nào đó hay một cái khu vực nào đó ở trên cái công cụ gọi là Docker Engine ấy. Thì Docker Host nó sẽ chịu trách nhiệm cho cái việc gọi là cung cấp các nguồn tài nguyên hay là cấp phát những cái nguồn tài nguyên cần thiết để mà chạy và vận hành cái Docker container ấy, thì nó gọi là Docker Host. Thì Docker Host ấy, thì nó cũng tương tự như là một chiếc máy gì đó. Thì ví dụ như ở trong một cái nhà máy thì chúng ta có một chiếc máy nào đó, và chiếc máy này thì chúng ta cần phải có một nơi nào đó, một cái khu vực nào đó để mà chúng ta lắp đặt, và cái máy thì nó sẽ vận hành những cái công việc ở trong cái nhà máy á. Thì cái Docker Host này nó cũng tương tự như là một cái chiếc máy để mà thực hiện những cái tác vụ, những cái công việc cho chúng ta, thì nó gọi là Docker Host. Thì Docker Host thì các bạn hiểu đơn giản, nó là nơi mà cung cấp các nguồn tài nguyên và là nơi để mà vận hành các Docker container, thì nó gọi là Docker Host. Thì Docker Host ấy thì nó sẽ sử dụng một cái thành phần gọi là Docker Daemon. Thì Docker Daemon này nó sẽ quản lý mấy cái đối tượng mà liên quan đến Docker như là Docker Image này, Docker Container này, Docker Network này, Docker Volume. Và đồng thời thì cái thằng Docker Daemon này á, nó cũng chịu trách nhiệm cái việc mà lắng nghe mấy cái request mà gửi từ Docker này ẩn lên á. Và sau đó thì Docker Daemon nó sẽ đi thực thi những cái tác vụ tương ứng với những cái yêu cầu mà gửi từ Docker này ẩn lên. Đó, thì đây là về cái phần về Docker Host. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Docker Client. Thì Docker Client ấy, thì nó là cái cách mà người sử dụng Docker hay là các developer như chúng ta tương tác với Docker. Thì Docker Client tức là chúng ta sẽ là nơi mà chúng ta sẽ đi gửi các request hay gửi các yêu cầu lên trên Docker Daemon ấy, bằng cách là chúng ta sẽ thực hiện những cái câu lệnh như là Docker Run này, Docker Tag, Docker Top, Docker Build vân vân. Đó, thì đây là về phần Docker Client. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Docker Directory. Thì Docker Directory thì các bạn cứ hiểu đơn giản, nó là một cái nơi để mà lưu trữ các Docker image, thì nó gọi là Docker Directory. Thì ví dụ như là thằng Docker ấy, thì nó cung cấp cho chúng ta một cái public Directory ấy, thì nó gọi là Docker Hub. Thì đây là cái Directory mặc định của Docker. Ngoài ra thì các bạn có thể put, các bạn có thể upload cái Docker image của các bạn lên một cái private Directory nào đó. Thì ví dụ là ở bên cái nền tảng AWS á, tức là Amazon Web Services thì nó có một cái service gọi là ECR. Thì đây là cái private Directory để mà cho phép chúng ta upload cái Docker image lên á, thì nó gọi là private Directory. Ngoài ra ngoài thị trường thì nó còn có rất là nhiều cái private Directory khác. Đó, thì tôi đã giải thích cho các bạn về các thành phần cơ bản và các thành phần quan trọng nhất của Docker rồi. Rồi theo tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về một số cái thành phần khác của Docker.
Rồi ngoài ra thì còn có hai thành phần khác quan trọng của Docker, là Docker Image và Docker Container. Thì bây giờ tôi sẽ đi giải thích cho bạn về Docker Image. Thì Docker Image ấy, thì nó là một cái template mà có các hướng dẫn để tạo ra các Docker Container, thì nó gọi là Docker Image. Thì cái Docker Image này thì chúng ta có thể tự build ra cái Docker Image, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái Docker Image mà có sẵn ở trên Docker Hub ấy. Ví dụ là chúng ta có thể xài mấy cái bay Docker Image như là Docker Nginx hoặc là Docker Ubuntu vân vân. Đó thì đó là phần về Docker Image. Nói theo tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái khái niệm Docker Container. Thì Docker Container thì nó là một cái khu vực mà chịu trách nhiệm cho cái việc mà vận hành cái ứng dụng của chúng ta, thì nó gọi là Docker Container. Và đồng thời thì cái Docker Container nó còn gọi là một cái runnable instance của một cái image, tức là nó là một cái thực thể hay là một cái phiên bản của cái Docker image, thì nó gọi là Docker Container. Rồi ngoài ra thì còn có rất là nhiều cái concept khác như là Docker Volume, Docker Network, Docker Login vân vân. Thì nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về kiến trúc của Docker cũng như là các thành phần khác của Docker, thì các bạn có thể vô cái trang tài liệu của Docker ở cái trang doc.docker.com này này. Thì các bạn đọc cái bài Docker Overview này, thì các bạn quay lại cái bài Docker Overview ở bữa trước tôi đã hướng dẫn cho bạn ạ. Thì ở đây thì nó có một cái phần gọi là Docker Architecture này, thì các bạn hãy đọc cái phần Docker Architecture này để tìm hiểu sâu hơn về cái kiến trúc của Docker. Thì ở đây nó có cái hình minh họa, thì nó cũng tương tự như cái hình minh họa mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn ở cái slide về kiến trúc của Docker. Ở đây thì nó cũng giải thích cho bạn về Docker Daemon này, Docker Lion này và Docker Retry. Ở đây thì nó có một cái phần gọi là Docker Desktop. Thì Docker Desktop thì nó là một cái công cụ để nó cung cấp các môi trường và các công cụ cần thiết để mà chúng ta có thể thực hành được những cái thứ cần thiết liên quan đến cái công nghệ Docker này á. Thì chúng ta sẽ cần phải đi cài đặt cái công cụ Docker Desktop này. Nói theo thì ở đây nó có phần Docker Object này này, thì nó cũng giải thích chi tiết hơn về những cái khái niệm như Docker Image này, Docker Container vân vân này. Rồi ngoài ra thì nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cái công nghệ bên dưới của cái nền tảng Docker thì các bạn có thể đọc ở cái phần Underlying Technology này. Thì cái công nghệ bên dưới của Docker thì nó được viết bằng cái ngôn ngữ Go hay là Golang á. Thì các bạn hãy đọc ở cái phần này để hiểu sâu hơn về những cái công nghệ bên dưới của Docker ở đây. Đó thì như vậy hôm nay tôi đã giải thích cho các bạn về kiến trúc của Docker và giải thích cho các bạn về các thành phần cơ bản của Docker rồi. Và với theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt một cái công cụ gọi là Docker Desktop. Thì đây là một cái công cụ sẽ cung cấp cho chúng ta cái môi trường cũng như là cung cấp cho chúng ta những cái thứ cần thiết để mà chúng ta có thể thực hành những cái thứ mà liên quan đến Docker. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn ở cái buổi tiếp theo. Rồi ngoài ra thì nếu mà các bạn nào muốn học và tìm hiểu sâu hơn về Docker thì cái khóa học Docker cơ bản này thì tôi đã up lên cái trang Udemy á. Thì các bạn hãy vô Udemy và các bạn đăng ký vào cái khóa học này của tôi, hoặc là cái khóa học này của tôi thì đồng thời tôi cũng đã up lên cái kênh gọi là YouTube gọi là học lập trình online. Thì ở đây thì nó có một cái link, một cái danh sách phát là cái danh sách phát Docker cơ bản ở đây này. Đó thì nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu về cái khóa học này thì các bạn hãy vô YouTube và các bạn vô cái kênh học lập trình online của tôi và xem cái playlist Docker cơ bản này, hoặc là các bạn hãy vô cái trang Udemy và đăng ký vào cái khóa học gọi là Docker cơ bản của tôi. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.